Cái này là kiến thức phổ thông rồi nhưng mà em vẫn nhắc nhở ha. Tức là mình chơi băng cassette á, thì mình phải thường xuyên vệ sinh cái trục của nó ha. Hai cái trục này và cái bánh tì cũng như là đầu từ ha. Thường xuyên, bởi vì khi nó bám ở đây, nó bám bụi, nó bám dơ ở đây á, thì nó sẽ không quay được ha. Nó không quay, nó không kéo băng được, là dẫn tới là nó nhai băng, nó hư băng. Cái đầu từ thì mình phải vệ sinh xong thôi là nó bị mất vế. Khi mà nó dơ một vế thì nó không đọc được, nó đọc một vế thôi, hoặc là nó đọc không được, nó không có đọc được dữ liệu ở trên băng thì nó sẽ không phát ra tiếng nữa. Cái này là cái kiến thức cơ bản thôi ha. Hai cái trục này nè, bánh tì nè ha, và cái đầu từ nó mình phải thường xuyên vệ sinh nha, chứ không thì nó dễ bị nhai băng hoặc là mất mất tiếng ha.